Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, mỗi khi gặp cảnh đẹp nhiều đường, có lẽ không ít người sẽ lôi điện thoại của mình ra để chụp vài tấm ảnh. Thế nhưng điều này đã vô tình tạo ra cơ hội cho những kẻ gian lợi dụng sơ hở, cướp giật điện thoại. Không hiếm gặp những trường hợp như vậy xảy ra trên đường phố nước ta. Điều này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình trộm cắp, mất an ninh trật tự hiện nay. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn theo dõi một số clip về vấn nạn này. Với một cái thời tiết đẹp như hôm nay thì chắc chắn phải lên đồ để đi cà phê check-in rồi. Đợi chút cho chiếc ô tô này đi khỏi khung hình nhé bạn ơi. Đứng vào tạo dáng nào. 2, 3, cười lên nào bạn ơi. Giật mình hoang mang có lẽ là tâm trạng của hai cô gái trong clip khi vừa là nạn nhân của một vụ cướp nhanh như chớp. Được biết, vụ cướp đầy táo tợn xảy ra chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022 tại quán cà phê trong hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip được camera giám sát ghi lại cho thấy một cô gái đang sử dụng smartphone để chụp ảnh cho bạn thì bất ngờ bị thanh niên chạy xe máy lướt qua, giật phăng chiếc điện thoại rồi rú ga bỏ chạy. Sau một thoáng ngỡ ngàng vì bất ngờ, hai cô gái chạy theo tên cướp nhưng không đủ nhanh để giành lại chiếc điện thoại. Được biết, chiếc điện thoại bị mất cắp của cô gái trong trường hợp này là iPhone 11 Pro Max. Đoạn clip về vụ cướp ngay giữa ban ngày và trong một con hẻm nhỏ đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ vì sự táo tợn của tên cướp. Một vài ý kiến cho rằng lỗi trong tình huống này phần nào thuộc về nạn nhân vì chủ quan khi sử dụng điện thoại dẫn đến bị cướp. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị nhiều cư dân mạng khác phản bác khi họ cho rằng không ai có thể ngờ rằng một vụ cướp lại có thể xảy ra trong tình huống này. Tài khoản Facebook VA bình luận: một vụ cướp quá táo tợn, ai mà ngờ được rằng trong con hẻm nhỏ như vậy mà tên cướp vẫn có thể ra tay được cơ chứ. Có lẽ tên cướp này nghĩ rằng hai cô gái sẽ không thể nào chống trả được hắn nên mới liều lĩnh đến như vậy. Tài khoản Facebook QT nhận xét: không thể nào trách nạn nhân trong tình huống này được. Ai mà ngờ được rằng ngay giữa ban ngày trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại mà vẫn có thể bị cướp cơ chứ. Chỉ vì tên cướp quá manh động và táo tợn, ra tay bất ngờ khiến ngay cả nạn nhân cũng bị đứng hình mà không kịp phản ứng gì. Người dùng Facebook Hát Toàn bày tỏ sự bức xúc: ra tay rất nhanh gọn và dứt khoát, điều này cho thấy tên cướp này đã rất chuyên nghiệp và chắc chắn đây không phải là vụ cướp tài sản đầu tiên mà hắn đã thực hiện thành công. Những tên liều lĩnh và manh động như thế này có khi sẵn sàng đánh trả nếu bị người dân truy đuổi. Theo tôi, nhà nước cần phải nâng cao hơn nữa mức xử phạt, phải phạt thật nặng thì mới đủ sức răn đe những tên cướp táo tợn như thế này. Trong khi đó, do biển số xe và loại xe của tên cướp đã được camera giám sát ghi lại, nhiều cư dân mạng hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc tìm ra danh tính của tên cướp táo tợn trong tình huống này để có hình thức xử lý phù hợp, mang lại bình yên cho người dân trong thành phố. Có thể thấy, tên cướp hết sức liều lĩnh bất chấp. Thế nhưng sự việc xảy ra cũng có một phần lỗi chủ quan của hai cô gái trong clip này. Vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi lôi điện thoại ra để chụp ảnh nơi công cộng. Nếu có thể thì hạn chế được vấn đề này tốt nhất, tránh tạo cơ hội cho kẻ xấu lộng hành. Con mô tô này ngầu quá, phải quay một chiếc clip cho người yêu up lên top top mới được. Kiểu gì cũng được triệu view. Em tạo dáng đi, anh đang chỉnh góc. Cái xe máy lượn qua chắn camera rồi. Anh ơi, ra lấy điện thoại của em. Đoạn clip này ghi lại cảnh một chàng trai đang mải mê chụp hình, quay video cho cô gái đứng tạo dáng cạnh chiếc mô tô phân khối lớn. Dù đứng ở ngoài đường quay phim chụp hình, nhưng cặp đôi không hề để ý mọi thứ xung quanh. Do đó cũng chính thời khắc này, tên cướp điện thoại đã nhắm trúng mục tiêu. Trong lúc chàng trai đang ở tư thế ngồi xổm để quay video, tên cướp đã đi xe máy đến, nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay chàng trai rồi rời đi. Do bất ngờ bị cướp điện thoại nên nam thanh niên không kịp trở tay, cô gái cũng giật mình và chạy tới phía bạn nam. Hiện tại vẫn chưa rõ sự tình sau đó thế nào, cặp đôi có dùng mô tô để đuổi theo tên cướp hay không. Tuy nhiên, đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dù tức giận trước hành động của tên cướp nhưng cũng ngán ngẩm bởi hành động quay phim chụp hình sống ảo của cặp nam nữ. Họ cũng để lại một số bình luận phía dưới đoạn clip: bây giờ ra đường phải cẩn thận, chứ ai lại hớ hành thế kia. Quay phim sống ảo cũng phải ngó nghiêng xung quanh chứ, coi như bài học nhớ đời. Cuối cùng chẳng được sống ảo lại có mất điện thoại. Bài học cho những ai đam mê TikTok quá độ: mê gì thì mê, cũng phải chú ý xung quanh, bảo vệ tài sản nhé. Có thể thấy không chỉ mất tài sản, đôi nam nữ này còn đứng ra đường để quay, chụp ảnh. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho chính tính mạng của đôi nam nữ trong clip mà còn cản trở giao thông của những người đi đường.
Hôm nay mình xinh quá phải selfie làm cái hình nền mới được. Chỉnh nhẹ tóc một cái nhỉ? Màu son này xinh ghê. Hai người nào đây nhỉ? Ăn cướp. Vụ việc này xảy ra trên đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoảng 6 giờ 13 phút sáng ngày 31 tháng 5, nữ sinh lớp 9 trong lúc chuẩn bị đi học thì cầm chiếc điện thoại hiệu iPhone 13 trị giá gần 30 triệu đồng ra trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân để soi gương, vuốt tóc. Một lúc sau, xuất hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy ngược chiều lên vỉa hè tiến tới chỗ cô gái. Đang nói lúc này, hai thanh niên dừng xe ngay trước mặt nhưng nữ sinh vẫn tỉnh bơ dùng tay vuốt tóc, soi gương mà không một chút cảnh giác. Đối tượng ngồi sau chồm tới giật chiếc điện thoại trên tay nữ sinh rồi tăng ga bỏ chạy. Sự chủ quan của nữ sinh trong clip đã khiến cô rơi vào tầm ngắm của đối tượng xấu và hậu quả là mất chiếc điện thoại. Nhưng cũng không thể không nhắc đến sự táo tợn của hai tên cướp. Hắn ngang nhiên cướp lấy điện thoại rồi rồ ga phóng đi, để lại cô gái ngơ ngác mất 2 giây rồi chạy theo. Thế nhưng tốc độ chạy bộ thì không thể nào đuổi kịp, vậy nên sau đó nữ sinh đã được phụ huynh chở tới công an phường Thuận Giao trình báo. Công an đã tới trích xuất camera, nhận diện biển số xe của đối tượng gây án. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu sao giây phút này, chụp một chiếc ảnh xinh đẹp nào. Check tin nhắn đã, để gọi mọi người ra chụp cùng. Mọi người nhìn vào đây nhé. Ôi cướp, cướp. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị cướp điện thoại khi đang selfie đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý. Trong clip, một cô gái đang dừng xe trên vỉa hè rồi ngồi bấm điện thoại. Ít giây sau, một nam thanh niên đi xe máy xuất hiện. Hắn dừng xe từ phía xa rồi đứng quan sát. Ngay sau đó, một số người đi ra ngoài và tiến đến chụp ảnh với cô gái. Trong lúc con mồi đang mải mê chụp ảnh, nam thanh niên từ từ tiến đến. Tuy nhiên khi chuẩn bị ra tay thì nam thanh niên bị một người đàn ông đi xe đạp chắn đường. Không chịu bỏ cuộc, hắn kiên nhẫn kéo chiếc xe đạp lên phía trên rồi phóng xe tới giật phăng đi chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi bỏ chạy. Bị cướp bất ngờ, người phụ nữ vội vàng đuổi theo nhưng đã không kịp. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Tên cướp trong video này đã chuẩn bị khá kỹ cho màn cướp giật này. Hắn còn kéo chiếc xe đạp ra chỗ khác tạo lối đi thông thoáng để tiện việc thực hiện hành vi của mình. Clip này cũng là một bài học cảnh báo cho tất cả chúng ta không nên lôi điện thoại ra ngoài ở nơi công cộng trừ những trường hợp bắt buộc. Những clip trên cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Chỉ vì một vài bức ảnh để đăng lên mạng xã hội mà mất đi một tài sản khá lớn là chiếc điện thoại smartphone. Hơn thế nữa, có nhiều trường hợp chỉ vì đuổi theo tên cướp mà đã gặp phải tai nạn, ảnh hưởng đến bản thân. Thậm chí nhiều tên cướp sẵn sàng kéo lê nạn nhân trên đường chỉ để giật bằng được chiếc điện thoại. Vậy nên nếu có thể hạn chế chụp ảnh ngoài đường thì chúng ta nên hạn chế. Nếu không, chúng ta cần hết sức cẩn thận, nhìn trước ngó sau, tránh để trường hợp xấu xảy ra. Vâng, hy vọng rằng những clip trên phần nào giúp các bạn có thể nâng cao cảnh giác, không tạo sơ hở cho kẻ xấu lộng hành. Bạn nghĩ sao về tình trạng này? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Góc Cảnh Giác. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.